chương trình thì Thành Đạt xin hát một bài giọng cổ, ba câu giọng cổ có tựa đề là Tình Anh Bán Chiếu của cố soạn giả Diễn Châu. Đây là một cái bài giọng cổ mà phải nói rằng rất được phổ biến ở Việt Nam của chúng ta. Có thể nói rằng từ thành đến tỉnh đến thôn quê, tất cả ai cũng đều có thể cũng thưởng thức. Nếu biết đến cổ nhạc là biết đến cái bài giọng cổ Tình Anh Bán Chiếu. Một nỗi buồn tê tái, tôi ngồi yên sâu